Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết Nguyên Đán. Khách đặt hàng bê Tết ở các nhà vườn thành phố bất ngờ tăng nhanh. Người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên Đán không phải cách ly y tế. Đó là một trong những nội dung đáng quan tâm từ văn bản của Bộ Y tế gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hôm qua. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước có thể về thăm quê trong Tết Nhâm Dần. Theo Bộ Y tế, hiện nay tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hối hả vươn khơi bám biển. Họ hy vọng chuyến ra khơi này sẽ đánh bắt được nhiều cá tôm, bởi sau những ngày sóng to gió lớn thì nguồn hải sản lại dồi dào. Dịch bệnh, thời tiết diễn biến xấu. Hơn nửa tháng qua, tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không thể ra khơi sản xuất. Vì vậy, trong ngày đầu tiên biển lặng, các bến bãi cảng cá đều tấp nập tàu thuyền cập bến, nạp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm. Ngư dân chúng tôi là tranh thủ để đi cho hết ngày, để kịp vô bờ lo cho Tết sắp đến. Họ cho biết, thời điểm mùa này thay đổi không theo quy luật, biển liên tục đón những đợt sóng lớn. Bà con chạy đua với thời tiết để vươn khơi mưu sinh và có thêm nguồn thu nhập trang trải các khoản chi tiêu trong dịp cuối năm. Vươn khơi bám biển không chỉ sản xuất nâng cao thu nhập mà còn là tinh thần say mê lao động của những người theo nghiệp sống nước. Như thường lệ thì phố Ông Đồ là một trong những phần quan trọng trong lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì năm nay quy mô của phố được trang trí lộng lẫy hơn so với mọi năm. Đây cũng là dịp người dân thành phố sẵn sàng quay lại các hoạt động vui chơi giải trí sau khoảng thời gian dài hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh. Sẽ có gần 30 ông đồ trẻ với mực tàu giấy đỏ tái hiện khung cảnh những ông đồ xưa viết chữ cho khách qua lại. Trước khi lễ hội diễn ra 15 ngày, các ông đồ trẻ từ các tỉnh đã quay trở lại thành phố để cùng tham gia dựng lên con phố đặc biệt này. Các bạn tham gia có thể cái tinh thần nó còn mới hơn những năm trước, bởi vì sau một thời gian giãn cách hầu như mọi người có một cái ý thức rằng là mình phải sống và làm việc nó trọn vẹn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm số ca mắc Covid-19 và trở thành vùng xanh trong dịp cận Tết, khiến người dân rất vui mừng. Nhiều người ra đường dạo chơi, chụp ảnh với không khí Tết tràn ngập tại lễ hội Tết Việt. Tuy nhiên, việc thực hiện 5K để phòng dịch vẫn là điều cần thiết trong những ngày du xuân. Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Thời điểm này, lượng khách đặt hàng mai Tết ở các nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tăng nhanh. Nhiều nhà vườn hào hứng chạy nước rút, tạo dáng, tỉa cành, xuống lá cho vụ mai Tết để kịp cung ứng ra thị trường. Tại vườn mai này, hàng trăm chậu mai lớn nhỏ các loại phục vụ cho dịp Tết năm nay đều đã được đặt hàng từ nhiều ngày trước. Trong đó phần lớn là khách quen và khách thuê mai để di chuyển đi Hà Nội. Vườn có khoảng 20 giống mai khác nhau, các gốc mai có tuổi từ 2 năm đến cả 100 năm tuổi với mức giá bán ra từ 2 triệu đến 400 triệu đồng, không tăng so với mọi năm. Chủ vườn cho biết vào đầu mùa tình hình thị trường hoa Tết không mấy khả quan, nhưng đến những ngày cận Tết, lượng khách đặt hàng lại bất ngờ tăng nhanh. Những khách hàng truyền thống nhiều năm họ trưng mai thì bây giờ họ đã đặt trước hết trơn rồi. Thì để từ đó là mình mới sẽ xử lý lá này nọ cho nó phù hợp với cái nhu cầu của họ để cho được đẹp. Còn giờ hiện tại thì mở cửa để đón được những khách vãng lai. Các nhà vườn đang tất bật chăm sóc cho vườn hoa với mong muốn không chỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông mà hơn hết là hy vọng có một cái Tết đủ đầy hơn sau một năm đình trệ vì dịch bệnh. Trong phần tiếp theo, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu. Công ty cứu hộ giao thông sập bẫy thủ đoạn lừa đảo mới, giá chủ nhân lừa lấy xe đang trên đường cứu hộ. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang. Theo những thông tin ban đầu, thì một trong hai người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia. Theo người dân chứng kiến, khoảng 17 giờ, xe máy mang biển kiểm soát 63B4 39232 do một phụ nữ chưa rõ tên tuổi điều khiển chở theo một phụ nữ khác lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến hiện trường thấy phía trước có chứng ngại vật nên người này bèn đi chậm lại. Cùng lúc này, một xe máy khác do một người đàn ông điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới đã đụng vào phần sau xe của hai phụ nữ. Sau va chạm, ba người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Cả ba đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một phụ nữ bị thương khá nặng. Theo những người chứng kiến, người đàn ông có liên quan trong vụ va chạm có biểu hiện say rượu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an thị trấn Tân Hiệp để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân. Một hành động phi nhân tính cũng đã diễn ra tại Cà Mau. Ăn nhậu xong còn cứa cổ vợ bạn nhậu để cướp tài sản. Huỳnh Trí Ân, 34 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Kết quả từ sự phối hợp hành động của Công an hình sự hai tỉnh Cà Mau và Bình Phước được thông tin vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối 18 tháng 1, Đoàn Văn Trung, 33 tuổi, cùng Ân và 8 người khác cùng ngụ tỉnh Cà Mau ăn nhậu và chơi lắc bầu cua ăn tiền tại nhà Trung. Đến khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 1 thì tất cả ra về. Khoảng 10 phút sau, Ân quay lại nhà Trung, lúc này Trung đã ngủ say, còn vợ là chị Dương Thị Liễu đang rửa chén ở nhà sau. Ân đi ra nhà sau gặp chị Liễu hỏi mượn bật lửa. Một lúc sau hắn quay lại bất ngờ dùng hung khí nghi là dao cứa vào vùng cổ chị Liễu. Chị này chống trả đồng thời truy hô ăn cướp thì Ân giật sợi dây chuyền của chị Liễu rồi bỏ chạy. Khoảng 16 giờ chiều ngày 22 tháng 1, Ân bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Phương Hà, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định. Một nhân viên công ty cứu hộ giao thông đã bị lừa lấy mất chiếc xe hơi gặp nạn. Sự việc được trình báo lên Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là một bài học cảnh giác thủ đoạn mới này. Theo nội dung trình báo, khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 1, một công ty cứu hộ giao thông nhận yêu cầu thuê xe cứu hộ đưa một chiếc xe gặp nạn từ Tiền Giang về huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai với giá vận chuyển là 3,3 triệu đồng. Khi xe cứu hộ vận chuyển ô tô đến khu vực trạm thu phí Chợ Đệm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì tài xế Nguyễn Phước Thiện cho xe dừng lại ven đường để kiểm tra xe về các vấn đề an toàn. Trong lúc đó, bất ngờ xuất hiện hai người đi ô tô màu đen có cầm theo chìa khóa xe ô tô tự nhận là chủ chiếc xe. Họ yêu cầu anh Thiện giao lại xe để họ tự lái về Đồng Nai nhằm giảm chi phí vận chuyển. Đến chiều ngày 18 tháng 1, bên thuê vận chuyển xe gọi điện cho công ty thắc mắc vẫn chưa nhận được xe hơi. Theo trình báo, sau khi phát hiện vụ lừa đảo, phía công ty có tìm hiểu và được biết chiếc ô tô đã qua nhiều đời chủ và được cho thuê bán rất lòng vòng. Tiếp theo trong chương trình, lực lượng tuần duyên Italia giải cứu 305 người di cư cố vượt biển. Chiêm ngưỡng sắc vàng rực rỡ cánh đồng hoa hướng dương tại trung tâm thủ đô Bangkok. Trở lại chương trình với phần thông tin quốc tế, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia vào hôm qua. Đến tối qua, theo các nguồn tin, đã có ít nhất một người bị thương và nhiều nhà cửa bị hư hại. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, động đất xảy ra lúc 9 giờ 26 phút sáng giờ địa phương, tâm chấn cách thị trấn Melangan ở huyện Talot 39 km về phía đông nam và ở độ sâu 12 km dưới đáy biển. Cơ quan này cũng nói rằng trận động đất sẽ không có khả năng gây ra sóng thần. Ít nhất 9 dư chấn không đáng kể đã được ghi nhận sau đó. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân chúng ta không nên đến gần các tòa nhà bị nứt hoặc hư hại, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Công tác kiểm kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Lực lượng tuần duyên Italia mới đây cho biết đã giải cứu 305 người di cư đang cố gắng đến châu Âu trên một chiếc tàu nhỏ ở ngoài khơi đảo Lampedusa trên Địa Trung Hải. Trong những tháng gần đây, thì số người di cư vượt Địa Trung Hải đến Italia đã gia tăng mạnh. Hai tàu tuần duyên của Italia đã tiếp cận tàu chở người di cư khi tàu này ở cách bờ biển Italia 32 km. Trong số những người di cư được giải cứu có 17 phụ nữ và 6 trẻ em. Lực lượng tuần duyên cho biết hoạt động giải cứu gặp nhiều khó khăn do con tàu có nguy cơ bị lật vì chở quá tải. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italia, trong cả năm ngoái, nước này đã tiếp nhận 67.040 người di cư, tăng mạnh so với con số 34.154 người của một năm trước đó. Giới chức y tế thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm dân số cao tuổi của nước này từ hôm qua. Việc tiêm chủng được đẩy nhanh trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở Tokyo tăng cao kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp. Người dân từ 65 tuổi trở lên được mời đến tiêm mũi tăng cường với mục tiêu phủ vaccine cho nhóm dân số này từ nay đến giữa tháng 2. Loại vaccine được sử dụng là Moderna và sau đó sẽ là Pfizer. Kể từ khi Omicron xuất hiện thì số ca đã tăng lên dữ dội. Tôi nghĩ nên tiêm mũi tăng cường càng sớm càng tốt. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định rút ngắn khoảng cách giữa mũi thứ 2 và mũi thứ 3 từ 8 tháng xuống còn 6 tháng đối với nhóm người cao tuổi. Đối với nhóm dân số trẻ thì có khả năng phải chờ đến tháng 3 hoặc trễ hơn. Kể từ hôm qua, các nhà hàng, quán rượu ở Tokyo và nhiều tỉnh thành khác trên khắp nước Nhật đã phải đóng cửa sớm khi các biện pháp phòng dịch được áp dụng trở lại. Người dân được yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Chỉ riêng tại Tokyo trong ngày hôm qua đã ghi nhận 11.227 ca mắc COVID-19 mới, mức kỷ lục và tăng gấp 2,5 lần so với trước đó một tuần. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt 2,07 triệu ca. Thưa quý vị, tại Thái Lan, người dân ở thủ đô Bangkok đang rất thích thú và đua nhau tìm đến một cánh đồng hoa hướng dương vừa mới được trồng mới ở một công viên trong thành phố. Dù chỉ mới được trồng vào cuối năm ngoái, nhưng cánh đồng hoa nay đã tràn ngập trong sắc vàng rực rỡ. Ngắm hoa hướng dương là một hoạt động yêu thích của nhiều người Thái Lan vào mùa xuân. Tuy nhiên, với những người sống tại thủ đô Bangkok, họ thường phải di chuyển nhiều tiếng đồng hồ đến các cánh đồng hoa ở ngoài thành. Tình hình dịch căng thẳng cũng khiến việc đi lại khó khăn hơn. Năm nay, chính quyền địa phương tại thủ đô đã cho gieo trồng hơn 30.000 hạt giống hoa hướng dương trên 0,6 hecta đất của một công viên trong thành phố. Đến nay, cánh đồng này đã nở rộ và thu hút nhiều du khách. Không khí ở đây thật tuyệt vời, giờ em không cần đi ra ngoài thành để ngắm hoa nữa. Em đến đây vì muốn tìm một không gian đẹp và thoáng đãng, giúp giải tỏa tinh thần sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh. Em cảm thấy như được hồi sinh. Những ai muốn ngắm hoa tại đây sẽ phải khẩn trương vì trong vài ngày tới khi tháng 2 sang, mùa hoa sẽ kết thúc. Tại tuần lễ thời trang Paris hôm qua, nhà mốt Dior đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất dành cho nam. Những người mẫu nam đã sải bước dài tại quảng trường Concorde, mang tinh thần lãng mạn của bộ sưu tập. Mang đến hơi thở Dior thuần khiết của những ngày đầu, chính là cảm giác mà giám đốc nghệ thuật Dior mảng trang phục nam Kim Jones mong muốn truyền tải. Từ các bộ sưu tập ban đầu của nhãn hiệu thời trang 75 năm tuổi, các nhà thiết kế đã tinh chỉnh những chiếc áo jacket nữ thành phiên bản mới dành cho nam giới với các tông màu trung tính như xám, be và trắng ngà, đi cùng quả tiết qua, điểm xuyết da beo, kèm các mảng sequin lấp lánh. Dĩ nhiên không thể thiếu nón beret để hoàn thiện bộ trang phục tổng thể đậm chất lãng mạn của Pháp. Do diễn biến phức tạp của đại dịch, các sự kiện trong ngành thời trang vẫn khá trầm lắng khi du khách quốc tế không thể tham dự. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay, phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 lúc 18:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào tạm biệt.